Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Nho Quan. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền phổ biến nội dung và hành vi, những nguyên nhân hậu quả của bạo lực gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình và kiến thức để trở thành người chồng, người cha tốt. Đồng thời, các cán bộ hội viên nông dân còn được trang bị kỹ năng kinh doanh tổ chức mạng lưới bán lẻ nhằm mở rộng chuỗi cung ứng, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Thông qua hội nghị giúp cán bộ hội viên nông dân nhận thức rõ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, cũng như đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.